Cô xin tự giới thiệu, cô là Huyền, cô đến từ trang phá học.vietsắc.com. Như vậy ở buổi học ngày hôm trước thì cô cùng các em đã tìm hiểu về tính chất vật lý, tính chất hóa học cũng như là điều chế ứng dụng của nitơ. Hôm nay thì chúng ta cùng chuyển sang tìm hiểu hai hợp chất của nitơ, đó là amoniac và muối amoni. Thì mục tiêu ở bài số 8 này thì chúng ta sẽ biết được các tính chất vật lý, hóa học cũng như là vai trò quan trọng của các hợp chất amoniac và muối amoni. Trước tiên thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu amoniac. Đầu tiên là về cấu tạo phân tử. Từ học ở lớp 10, học ở bài liên kết cộng hóa trị thì chúng ta đã biết là phân tử amoniac thì liên kết trong phân tử là liên kết cộng hóa trị có cực. Và liên kết được hình thành như sau, đó là trong phân tử amoniac thì nguyên tử nitơ sẽ góp chung 3 electron với 3 nguyên tử hiđro. Đây chúng ta có công thức electron của NH3 và nitơ còn một cặp e chưa tham gia liên kết. Từ đây chúng ta có công thức cấu tạo của amoniac như sau. Bằng cách là thay mỗi cặp e bằng một gạch nối thì chúng ta có được công thức cấu tạo. Đây là công thức electron. Thế thì trong sách giáo khoa thì đã minh họa cho chúng ta sơ đồ cấu tạo phân tử của NH3. Đó là phân tử NH3 thì có cấu tạo hình chóp với nguyên tử nitơ ở đỉnh. Đáy là một tam giác mà ba đỉnh là ba nguyên tử hiđro. Trong phân tử NH3 thì nitơ còn có một cặp electron hóa trị có thể tham gia liên kết với nguyên tử khác. Đấy, chúng ta có thể quan sát. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về cấu tạo phân tử của amoniac. Sau đây thì chúng ta cùng chuyển sang tìm hiểu về tính chất vật lý. Thì về tính chất vật lý của amoniac thì các bạn phải nắm được như sau. Thì amoniac là chất khí không màu, có mùi khai và sốc. Như vậy, kiến thức đầu tiên các bạn phải nắm được đó là chất khí không màu, mùi khai, đây là mùi đặc trưng của amoniac và sốc. Đấy, mùi khai rất là sốc. Và đôi khi dấu hiệu nhận ra amoniac chính là dựa vào cái mùi đặc trưng này. Tiếp theo là để xét xem là amoniac nặng hay nhẹ hơn so với không khí thì chúng ta có tỉ khối của amoniac so với không khí được tính như sau, chính là phân tử khối của amoniac ở đây là 17 chứ không khí là 29. Như vậy cái tỷ lệ này nhỏ hơn 1. Do đó chúng ta có là amoniac là nhẹ hơn không khí. Tiếp theo, về khả năng hóa tan của amoniac trong nước thì chúng ta để ý nhé. Amoniac tan rất nhiều trong nước. Vậy chúng ta có thể ghi tan rất nhiều trong nước. Và trong sách giáo khoa đã lấy ra chúng ta dẫn chứng đó là ở điều kiện thường 1 lít nước có thể hòa tan được khoảng 800 lít khí amoniac. Như vậy là chúng ta thấy rất là lớn. Đấy, gấp 1 lít nước có thể hòa tan được lượng khí amoniac gấp 800 lần nó. Chưa? Thế thì trong sách giáo khoa đã dẫn ra chúng ta một thí nghiệm để chứng minh cái sự hòa tan của amoniac trong nước. Thí nghiệm như sau. Các bạn có thể quan sát vào trong cái hình vẽ minh họa sự hòa tan của amoniac trong nước. Đó là người ta lạp đầy khí amoniac vào bình thủy tinh trong suốt. Đậy bình bằng nút cao su có ống thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua. Đây các bạn thấy đầu nhọn đây này. Nhúng đầu ống thủy tinh vào một chậu nước. Đây, chậu nước. Và trong chậu nước này có pha phenol phthalein. Thì chúng ta thấy rằng là môi trường trung tính, môi trường nước thì phenol phthalein không làm cho cái dung dịch này dung dịch phenol phthalein là không có màu. Đấy, vậy ở đây là không có màu. Thế một lát sau thì chúng ta thấy là nước trong chậu phun vào trong bình thành những tia có màu hồng. Đấy, thế người ta giải thích đó là vì khí amoniac thì tan nhiều trong nước, do đó làm giảm áp suất trong bình và nước bị hút vào trong bình. Đấy, phenol phthalein phenol phthalein thì chuyển thành màu hồng, chứng tỏ là cái dung dịch này có tính bazơ. Được chưa?
Và các bạn nắm thêm nữa là dung dịch khi cho amoniac hòa tan vào nước thì gọi là dung dịch amoniac nha. Và dung dịch amoniac đậm đặc thì dùng trong phòng thí nghiệm có nồng độ 25%. Được chưa? Như vậy nhớ thêm đó là dung dịch amoniac, tức là thu được bằng cách cho NH3 và khí vào nước thì chúng ta được dung dịch amoniac, thì đậm đặc trong phòng thí nghiệm là có nồng độ là 25%. Được chưa? Thì đây chính là toàn bộ phần lý thuyết có liên quan đến tính chất vật lý của amoniac. Sau đây thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu tính chất hóa học của amoniac. Thì amoniac dựa vào cái thí nghiệm hòa tan của amoniac vào trong nước này thì chúng ta thấy rằng là cái dung dịch amoniac làm cho cái phenol phthalein chuyển sang màu hồng. Như vậy dung dịch amoniac có tính ba sơ yếu. Vậy tính chất đầu tiên đó là tính ba sơ yếu. Và tính ba sơ yếu này thể hiện như sau. Đầu tiên đó là thể hiện ở tác dụng với nước. Thì khi tan trong nước thì NH3 sẽ kết hợp với ion H cộng có trong nước để tạo thành ion amoni NH4 cộng và giải phóng ra ion hydroxit OH trừ. Và chính bởi vì cái ion OH trừ này thì làm cho dung dịch có tính ba sơ nhá, ở đây là thuận nghịch. Và chính bởi vì có các ion tự do hòa tan vào trong ion tự do ở trong dung dịch, do đó là dung dịch này có tính dẫn điện. Và đặc biệt thì trong dung dịch thì amoniac là ba sơ yếu và cũng có thể dùng giấy quý tím ẩm để nhận biết khí amoniac, đó là quý tím sẽ chuyển sang màu xanh nha. Lưu ý là khí amoniac thì làm quý tím ẩm chuyển sang màu xanh. Chưa? Như vậy là chúng ta vừa củng cố một chút kiến thức về tính ba sơ yếu của amoniac khi thể hiện khi tác dụng với nước. Tiếp theo, tính ba sơ yếu thì còn thể hiện khi tác dụng với dung dịch muối. Thì dung dịch amoniac có thể tác dụng được với dung dịch muối của nhiều kim loại, tạo thành kết tủa hydroxit của các kim loại đó. Lấy ví dụ như trong sách giáo khoa cho chúng ta ví dụ của nhôm clorua phản ứng với amoniac, lại dung dịch amoniac thì thu được kết tủa nhôm hydroxit và muối amoni clorua. Đấy, cân bằng phương trình thì thêm 3 vào amoni clorua, 3 vào amoniac và 3 vào nước. Từ đây chúng ta có phương trình ion thu gọn, đấy chính là cation nhôm sẽ kết hợp phản ứng với dung dịch amoniac để được kết tủa nhôm hydroxit và cation NH4 cộng. Đây chính là phương trình ion thu gọn của phản ứng trên. Tiếp theo, tính ba sơ yếu còn thể hiện ở tác dụng của dung dịch amoniac với dung dịch axit. Với dung dịch axit thể hiện như sau, đó là chúng ta có khí amoniac hay là cũng như là dung dịch amoniac có thể phản ứng được với axit để tạo thành muối, như là NH3 phản ứng với HCl để được muối amoni tương ứng là amoni clorua. Đấy, thế đây là toàn bộ kiến thức có liên quan đến tính ba sơ yếu của amoniac. Thế tiếp theo thì chúng ta để ý này, trong phân tử amoniac thì chúng ta thấy rằng là nitơ ở đây có số oxy hóa là -3. Xác định được ngay nitơ có số oxy hóa là -3. Và số oxy hóa -3 này, đây chính là số oxy hóa thấp nhất của nitơ. Đấy, ở bài trước chúng ta học là nitơ trong hợp chất
có các số oxy hóa là trừ 3, dương 1, dương 2, dương 3, dương 4, dương 5. Như vậy trừ 3 là số oxy hóa thấp nhất của nitơ. Vì vậy khi tham gia phản ứng thì số phản ứng oxy hóa khử thì nitơ chỉ có thể trong ammoniac chỉ có thể lên các mức oxy hóa cao hơn. Vì vậy ammoniac có tính khử. Và tính khử của ammoniac được thể hiện như sau. Chúng ta có thể xem tiếp. Đó là tính khử thể hiện khi tác dụng với oxy. Cụ thể, ammoniac cháy trong oxy thì sẽ cho ngọn lửa màu vàng, tạo ra khí nitơ và hơi nước. Cân bằng phương trình, thêm 6 vào nước, 2 vào nitơ, 4 vào NH3 và 3 vào oxy. Ngoài ra, đấy, tính khử này còn thể hiện như là ammoniac có thể phản ứng với clo để tạo thành nitơ và giải phóng ra hydrochlorua. Thì cân bằng phương trình thì thêm 2 vào NH3, 6 vào HCl, 3 vào clo. Và đặc biệt các bạn lưu ý là cái phản ứng này, đây là cái phản ứng dùng để xử lý khí clo thoát ra trong phòng thí nghiệm, hay là xử lý khí clo trong phòng thí nghiệm đấy, xử lý khí clo thừa trong phòng thí nghiệm chưa. Và nếu như mà còn dư cái lượng NH3 thì NH3 này sẽ kết hợp ngay với HCl sinh ra để tạo thành khói trắng NH4Cl chưa. Sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu sang phần ứng dụng của ammoniac. Thì trong sách giáo khoa đã ghi rất là chi tiết rồi, thì các bạn có thể xem ở trong sách giáo khoa. Đó là ammoniac được sử dụng chủ yếu để sản xuất axit nitric, phân đạm như là UG, ammoni nitrat, ammoni sulfat. Đấy, thì về cái phân bón hóa học và axit nitric thì chúng ta sẽ được học ở cái bài tiếp sau. Đấy, ngoài ra thì ammoniac còn được điều chế hydrarin, công thức phân tử là N2H4, làm nhiên liệu cho tên lửa. Đấy, và ngoài ra thì ammoniac lỏng còn được dùng làm chất làm lạnh trong thiết bị lạnh. Tiếp theo thì các bạn cùng chuyển sang tìm hiểu về điều chế ammoniac. Thì các bạn lưu ý điều chế ammoniac trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Thì chú ý là trong phòng thí nghiệm thì ammoniac được điều chế bằng cách là đun nóng muối amoni với canxi hydroxide. Rồi. Trong hình trong sách giáo khoa là cung cấp cho chúng ta cái thí nghiệm ammoniac được điều chế bằng cách là cho amoni clorua phản ứng với canxi hydroxide. Đấy. Thế thì phòng thí nghiệm các bạn nhớ đó là cho muối amoni phản ứng với canxi hydroxide thì chúng ta sẽ được ammoniac. Đấy. Ví dụ trong sách giáo khoa là điều chế bằng amoni clorua và canxi hydroxide. Thế thì để làm khô khí thì người ta sẽ cho khí ammoniac vừa tạo thành đi qua bình đựng vôi sống nhá. Và mặt khác, ngoài ra thì khi muốn điều chế nhanh một lượng nhỏ khí ammoniac thì người ta có thể đun nóng dung dịch ammoniac đậm đặc thì chúng ta cũng thu được khí ammoniac. Thế trong công nghiệp thì ammoniac được điều chế như thế nào thì chúng ta cùng quan sát này. Trong công nghiệp, khí ammoniac được tổng hợp từ nitơ và hydro theo phản ứng sau. Đó là nitơ phản ứng với hydro được ammoniac. Cân bằng phương trình, thêm 2 vào ammoniac, 3 vào hydro. Đấy. Và đây là phản ứng thuận nghịch và tỏa nhiệt, tức là phản ứng này có delta H là nhỏ hơn 0. Điều kiện xảy ra phản ứng đó là nhiệt độ là khoảng 450 đến 500 độ C. Đấy. Ở nhiệt độ thấp hơn thì cân bằng hóa học trên chuyển dịch sang phải làm tăng hiệu suất nhưng lại giảm nồng độ phản ứng. Đấy. Ngoài ra thì phản ứng này ở áp suất cao khoảng 200 đến 300 atmosphere. Đấy. Và chất xúc tác là sắt kim loại được trộn thêm nhôm oxit và kali oxit. Và trong khí ammoniac này được tạo thành thì còn có lẫn cả nitơ và hydro, bởi vì cái phản ứng ở đây là phản ứng thuận nghịch. Do đó hỗn hợp khí sẽ được làm lạnh và chỉ có ammoniac được hóa lỏng và tách ra. Thì còn nitơ và hydro thì
thì chưa tham gia phản ứng này được bổ sung vào hỗn hợp nguyên liệu ban đầu. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu tiếp sang phần muối amoni. Thì ở cái phần muối theo Azelius thì chúng ta đã được tiếp cận với muối amoni, và chúng ta đã biết là muối amoni là gồm các cation amoni và anion gốc axit. Vậy muối amoni thì các bạn chú ý nắm, đó chính là gồm cation amoni và anion gốc axit. Ví dụ một số muối amoni chẳng hạn như là amoni clorua, amoni nitrat, vân vân. Như vậy tên của muối amoni sẽ bằng amoni cộng với gốc axit. Chưa? Tiếp theo thì chúng ta cùng nêu một số tính chất vật lý của muối amoni. Thì các bạn chú ý là tất cả các muối amoni đều tan nhiều trong nước và khi tan điện ly hoàn toàn thành các ion nha. Chú ý là tính chất vật lý đó là tan nhiều trong nước. Và là chất điện ly mạnh. Thế về tính chất hóa học của muối amoni thì các bạn nắm như sau. Đó là dung dịch đậm đặc của muối amoni thì phản ứng với dung dịch kiềm khi đun nóng thì sẽ cho khí amoniac bay ra. Vậy chúng ta chú ý tính chất hóa học đầu tiên, đó là tác dụng với dung dịch kiềm, thu được amoniac. Có thể lấy ví dụ như là amoni clorua phản ứng với natri hydroxit, chúng ta sẽ thu được NH3, NaCl và nước. Và phương trình ion rút gọn ở đây thực chất chính là NH4 cộng kết hợp với OH trừ để được NH3 và nước. Đấy, và dựa vào tính chất này thì người ta có thể nhận biết ra ion amoni và điều chế amoni trong phòng thí nghiệm. Vậy đây chính là dấu hiệu nhận biết ion amoni. Đó là chúng ta thấy NH3, khí có mùi khai rất là đặc trưng. Đấy. Và khí này thì làm xanh quỳ tím ẩm, chưa? Cái tính chất tiếp theo của muối amoni đó là các muối amoni thì kém bền, dễ bị phân hủy bởi nhiệt, nhá. Các muối amoni thì dễ bị phân hủy. Và ở phản ứng nhiệt phân muối amoni thì chú ý có hai trường hợp. Đó là muối mà chứa gốc axit không có tính oxy hóa thì khi đun nóng phân hủy thành amoniac. Nhá. Chú ý, đó là muối có gốc axit không có tính oxy hóa thì khi nhiệt phân chúng ta sẽ thu được amoniac. Ví dụ như là amoni clorua. Gốc axit là Cl trừ, không có tính oxy hóa, vậy khi nhiệt phân sẽ được NH3 và HCl. Thế còn trường hợp thứ hai đó là các muối chứa gốc axit có tính oxy hóa. Đây. Ví dụ như là axit nitơ và axit nitric thì khi bị nhiệt phân cho ra nitơ hoặc là dinitơ oxit thì chúng ta lưu ý đó là muối có gốc axit có tính oxy hóa. Ví dụ như là NH4NO2 hay là NH4NO3 chẳng hạn, thì khi nhiệt phân sẽ thu được nitơ hoặc là dinitơ oxit. Chẳng hạn trong sách giáo khoa đã lấy cho chúng ta ví dụ nhiệt phân muối amoni nitơ. Cô xin lỗi, là amoni nitrit, chúng ta thu được nitơ và nước. Đấy, hay là nhiệt phân muối amoni nitrat chúng ta thu được dinitơ oxit và nước.
Và hai cái phản ứng này thì được để ứng dụng để điều chế nitơ và dinitơ oxit ở trong phòng thí nghiệm. Và ngoài ra thì các bạn nhớ một muối amoni thì được dùng để trong thực phẩm để làm xốp bánh, đấy chính là amoni hydrocarbonate. Đây, muối này thì được để dùng trong thực phẩm là làm xốp bánh, dùng trong chế biến thực phẩm là làm xốp bánh. Và trong cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia đấy thì rất hay hỏi muối nào sau đây có tác dụng là làm xốp bánh. Đấy, thì đây chính là NH4HCO3. Chưa? Thế thì vừa rồi cô đã hướng dẫn các em toàn bộ lý thuyết có trong bài Ammoniac và muối amoni. Sau đây thì chúng ta cùng chuyển sang làm các bài tập có trong bài này. Rồi thì chúng ta đã tìm hiểu xong lý thuyết về ammoniac và muối amoni. Thì sau đây chúng ta cùng làm các bài tập có trong bài số 8 này. Trước tiên là bài số 1. Nội dung bài số 1 như sau là mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh rằng ammoniac tan nhiều trong nước. Thì bài số 1 này là một câu hỏi lý thuyết về chứng minh tính tan của ammoniac trong nước. Thế thì ở phần tính chất vật lý thì chúng ta đã được xem cái thí nghiệm, tìm hiểu cái thí nghiệm về sự hòa tan của ammoniac trong nước. Thì thấy rằng là gì? Ở điều kiện thường 1 lít nước hòa tan được khoảng 800 lít khí ammoniac. Và người ta tiến hành thí nghiệm này, như hình minh họa này. Thế thì sau đây chúng ta cùng trình bày cái nội dung bài số 1 này như sau. Trước tiên là thí nghiệm. Đó là người ta lạp đầy khí ammoniac vào bình thủy tinh trong suốt. Lạp đầy khí ammoniac vào bình thủy tinh trong suốt. Đậy bình bằng nút cao su. Có ống thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua. Bước tiếp theo, đó là nhúng đầu ống thủy tinh vào một chậu thủy tinh chứa nước có pha phenol và phtalein. Nhúng đầu ống thủy tinh vào chậu thủy tinh chứa nước có pha phenol phtalein. Một lát sau, nước trong chậu phun vào bình thành những tia có màu hồng. Một lát sau, nước trong chậu phun vào bình thành những tia có màu hồng. Và chúng ta có thể giải thích cái hiện tượng này như sau. Giải thích đó là vì khí ammoniac tan nhiều trong nước làm giảm áp suất trong bình, và nước bị hút vào bình. Và phenol phtalein có màu hồng chứng tỏ dung dịch có tính bazơ.
Như vậy thì cô đã hướng dẫn các em làm xong bài số 1. Đây là một bài thuần túy kiến thức thực nghiệm trong sách giáo khoa đã giới thiệu rất là kỹ rồi. Không có gì là kiến thức về suy luận ở đây cả. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 2. Nội dung bài số 2 như sau. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học. Từ khí A cho vào nước được dung dịch A vào axit clohydric được dung dịch B, được chất B, cho chất B phản ứng với đá OH lại được khí A, cho khí A vào H2O3 được C, cho C nhiệt phân được D và nước. Biết rằng A là hợp chất của nitơ. Như vậy từ cái sơ đồ này thì chúng ta phải đi phân tích xem vậy thì A ở đây là cái gì. Đấy, chúng ta thấy là A vào nước được dung dịch A. Tức là A không tác dụng với nước, đấy, tan trong nước tạo thành dung dịch. Đấy. Và để điều chế dung dịch A thì cho cái chất B phản ứng với dung dịch kiềm thì được. Để điều chế khí A thì cho cái chất B phản ứng với dung dịch kiềm thì được khí A. Vậy dựa trên cái sơ đồ này thì chúng ta xác định được ngay A ở đây chính là khí NH3 hay là khí amoniac. Vậy chúng ta có thể trình bày lại cái sơ đồ này khi đã biết chắc khí A là cái gì. Thì chúng ta cho cái khí A này vào nước. Chúng ta sẽ được dung dịch amoniac. Cho cái dung dịch amoniac này phản ứng với axit clohydric, chúng ta sẽ được amoni clorua. Từ amoni clorua này cho vào đá OH, chúng ta chính là thu được khí, khí A. Khí A này phản ứng với H2O3, chúng ta sẽ thu được amoni nitrat, đây là chất C. Nhiệt phân cái chất C này, chúng ta sẽ được dinitơ oxit và nước. Sau đây thì chúng ta cùng đi vào viết các phương trình hóa học để minh họa cho sơ đồ này. Trước tiên, phương trình thứ nhất đó là hòa tan amoniac vào nước. Thì NH3 sẽ kết hợp với ion H cộng của nước để tạo thành ion amoni và giải phóng ra ion hydroxit OH trừ. Đấy, làm cho dung dịch có tính bazơ và dẫn điện. Và chú ý ở đây là phản ứng thuận nghịch. Tiếp theo, phương trình thứ hai đó là cho amoniac phản ứng với axit clohydric thì chúng ta sẽ thu được muối, ở đây là muối amoni clorua. Sang đến thí nghiệm thứ ba. Là chúng ta cho amoni clorua NH4CN phản ứng với natri hydroxit thì chúng ta sẽ thu được NH3 thoát ra muối natri clorua và nước. Phương trình này thì chúng ta không phải cân bằng, nó đã tự cân bằng rồi. Tiếp theo, phương trình thứ tư đó là cho NH3 phản ứng với axit nitric. Đây, chúng ta sẽ thu được amoni nitrat. Năm đó là nhiệt phân amoni nitrat. Thì đây là muối amoni, trong đó gốc axit có tính oxy hóa, gốc NO3 trừ có tính oxy hóa. Vậy sản phẩm sẽ là N2O và nước. Cân bằng phương trình thêm 2 vào nước. Như vậy toàn bộ bài số 2 này đã hệ thống cho chúng ta là toàn bộ các phương trình hóa học, gần như là toàn bộ các phương trình hóa học có trong bài amoniac và muối amoni. Đấy. Tiếp sau đây thì chúng ta cùng chuyển sang bài số 3. Nội dung câu hỏi bài số 3 như sau. Hiện nay để sản xuất amoniac, người ta điều chế khí nitơ và hydro bằng cách chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí metan, thành phần chính của khí thiên nhiên. Đấy. Phản ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hydro và carbon dioxide. Để loại khí oxy và thu khí nitơ, người ta đốt khí metan trong một thiết bị kín chứa không khí. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế khí hydro, loại khí oxy và tổng hợp khí amoniac. Như vậy ở bài số 3 này là yêu cầu chúng ta viết 3 phương trình hóa học. Phương trình đầu tiên đó chính là điều chế hydro. Phương trình thứ hai đó là phương trình loại khí oxy.
Và phương trình thứ ba đó là phương trình tổng hợp ammonia. Thì toàn bộ các phương trình này thì đề bài đã cho dữ kiện rồi. Sau đây thì chúng ta cùng đi vào đề bài để viết phương trình hóa học. Đấy. Thế thì điều chế hydro này, phản ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hydro và carbon dioxide. Vậy chúng ta dễ dàng biết được phương trình đó là phản ứng giữa metan và hơi nước. À, chúng ta sẽ thu được carbon dioxide là CO2 và khí hydro. Như vậy, cân bằng phương trình ở đây thì chúng ta thấy rằng là thêm 2 vào nước. Vậy bên này sẽ thêm 4 vào hydro. Vậy chúng ta được phương trình đầu tiên. Phương trình thứ hai là loại khí oxy. Đây, để loại khí oxy và thu khí nitơ, người ta đốt khí metan trong một thiết bị kín chứa không khí. Như vậy phương trình thứ hai chính là đốt metan trong một thiết bị kín chứa không khí. Vậy chúng ta sẽ có sản phẩm ở đây chính là CO2 và nước. Cân bằng phương trình thêm 2 vào nước. Vậy ở đây sẽ là thêm 2 vào oxy. Xong phương trình thứ hai. Phương trình thứ ba tổng hợp ammonia thì chính là cho hydro phản ứng với nitơ ở nhiệt độ cao, áp suất cao và có xúc tác, và phản ứng này là phản ứng thuận nghịch được NH3. Cân bằng phương trình thì chú ý thêm 2 vào NH3, vậy sẽ là 3 vào H2. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em hoàn thiện xong bài số 3. Viết 3 phương trình hóa học của các phản ứng điều chế hydro, loại khí oxy và tổng hợp ammonia. Sau đây thì chúng ta cùng chuyển sang bài tiếp theo, đó chính là bài số 4. Nội dung của bài số 4 như sau. Nội dung của bài số 4. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch. Đấy. Và đề bài cho chúng ta 4 dung dịch, đó là dung dịch ammonia, dung dịch natri sulfat, dung dịch amoni clorua và dung dịch amoni sulfat. Yêu cầu chúng ta là viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng. Thế thì ở đây chúng ta cùng nhìn tổng quan vào 4 chất mà đề bài yêu cầu chúng ta nhận biết. Thì 4 chất này có 2 chất là muối sulfat và 2 chất là muối amoni. Đấy, thì chúng ta chú ý nhớ cái dấu hiệu nhà nhận ra muối sulfat hay là gốc sulfat. Đấy, chính là sử dụng muối của bari hoặc là dung dịch bari hydroxit. Đấy, tiếp theo là dấu hiệu nhận ra muối amoni hay chính là cái gốc NH4 cộng đấy. Thế là chúng ta sẽ cho amoni này, muối amoni này tác dụng với dung dịch kiềm. Nếu mà có NH3 thoát ra thì chứng tỏ là muối đây là muối amoni đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta có thể lựa chọn hóa chất. Ở đây chính là bari hydroxit. Như vậy là nếu như mà trường hợp nào có kết tủa trắng thì chúng ta sẽ nhận được ra ngay là có chứa gốc sulfat, có khí mùi khai thoát ra thì chứng tỏ là chứa gốc amoni. Thế còn trường hợp nào mà vừa có kết tủa trắng vừa có khí mùi khai thì chứng tỏ là chất đấy vừa có gốc sulfat vừa có gốc amoni. Đấy. Thế sau đây thì chúng ta cùng đi trình bày chi tiết cái bài số 4 này như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ đánh số thứ tự từng lọ đựng dung dịch. Từng lọ mất nhãn đấy. Và trích mỗi lọ một ít. Ra ống nghiệm. Đánh số tương ứng. Bước thứ hai là chúng ta lựa chọn được thuốc tử rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhỏ bari hydroxit lần lượt vào từng ống nghiệm.
hiện tượng ở các ống nghiệm như sau. Ống nghiệm nào và đun nóng nha. Ống nghiệm nào có khí mùi khai thoát ra? Và dung dịch sau phản ứng trong suốt. Chứng tỏ ống nghiệm đó chứa amoni clorua. Chúng ta có phương trình hóa học. Amoni clorua phản ứng với bari hydroxit thu được NH3, BaCl2 và nước. Trong đó BaCl2 thì là dung dịch. Đấy. Không có màu, vậy trong suốt. Cân bằng phương trình là chúng ta thêm 2 vào NH4Cl. Vậy đây sẽ là 2 vào NH3. Và đây là 2 vào nước. Tiếp, ống nghiệm nào có kết tủa trắng? Kết tủa có biểu thị bằng mũi tên hướng xuống. Thì suy ra là ống nghiệm đó chứa natri sulfat. Chúng ta có thể viết phương trình natri sulfat phản ứng với bari hydroxit thu được kết tủa. Đây là bari sulfat, kết tủa trắng, và natri hydroxit, cân bằng phương trình thêm 2 và natri hydroxit. Tiếp theo, ống nghiệm nào vừa có kết tủa trắng, vừa có khí mùi khai thoát ra? Là ống nghiệm chứa amoni sulfat. Vậy chúng ta có thể viết phương trình amoni sulfat phản ứng với bari hydroxit được muối bari sulfat kết tủa, khí NH3 bay lên và nước. Cân bằng phương trình ở đây thêm 2 và NH3, 2 và nước. Tiếp theo, trường hợp cuối cùng là ống nghiệm nào không có hiện tượng gì? Là ống nghiệm chứa NH3. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em hoàn thiện xong cái bài tập phân biệt. Đấy, và mọi bài tập phân biệt khác thì chúng ta cũng trình bày tương tự như vậy. Đấy, chú ý là cách lựa chọn làm sao hóa chất cho thật chuẩn. Đấy, chúng ta chỉ cần một lượng hóa chất là ít mà chúng ta có thể phân biệt được các dung dịch chưa. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 5. Nội dung câu hỏi bài số 5 như sau. Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời A. Tăng áp suất và tăng nhiệt độ, B. Giảm áp suất và giảm nhiệt độ, C. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ, D. Là giảm áp suất và tăng nhiệt độ. Như vậy là bài số 5 này là một bài hỏi về chuyển dịch cân bằng. Nên là chúng ta phải vận dụng cả kiến thức ở cuối lớp 11, đó là ở chương tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học, vào để giải bài tập này. Thế thì chúng ta cùng viết phản ứng tổng hợp amoniac. Thì ở đây là nitơ phản ứng với hiđro để được NH3. Và chú ý là thêm 2, cân bằng phương trình là 2 vào amoniac và 3 vào hiđro. Đấy. Và chú ý là phản ứng này là phản ứng thuận nghịch. Điều kiện xảy ra phản ứng là nhiệt độ cao, áp suất cao và có chất xúc tác. Và phản ứng này là phản ứng tỏa nhiệt, có delta H là nhỏ hơn không.
Như vậy sau đây thì chúng ta cùng đi phân tích. A là tăng áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất, chính là chiều làm giảm số mol khí, chính là chiều thuận. Tiếp theo chúng ta xét tiếp tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phản ứng thu nhiệt. Chiều thu nhiệt thì ở đây delta H nhỏ hơn 0, vậy chiều thuận là tỏa nhiệt, vậy chiều thu nhiệt chính là chiều nghịch. Vậy A loại. Tiếp sang trường hợp B, giảm áp suất và giảm nhiệt độ. Như vậy tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Do đó nếu như chúng ta mà giảm áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. Vậy B chưa cần xét đến giảm nhiệt độ thì chúng ta đã loại luôn rồi. Tiếp theo đến trường hợp C. Trường hợp C đây là tăng áp suất và giảm nhiệt độ. Như vậy tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Có rồi, vậy giảm nhiệt độ thì có cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng tỏa nhiệt. Vậy chính là chiều thuận. Tăng áp suất chúng ta đã xét ở trên rồi. Như vậy dễ dàng chúng ta thấy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Chúng ta có thể phân tích tiếp đáp án D là giảm áp suất. Thì giảm áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch rồi. Vậy chúng ta sẽ loại cả C và loại cả D luôn. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em hoàn thiện xong bài số 5. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 6. Nội dung câu hỏi bài số 6 như sau. Trong phản ứng nhiệt phân các muối amoni nitrit và amoni nitrat, số oxy hóa của nitơ biến đổi như thế nào? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò là chất khử và nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò là chất oxy hóa? Như vậy để làm được bài số 6 này thì chúng ta phải viết được phản ứng nhiệt phân của hai muối amoni nitrit và amoni nitrat. Như vậy sau đây chúng ta cùng viết phản ứng nhiệt phân. Đầu tiên là nhiệt phân amoni nitrit là H4NO2 thì sản phẩm thu được chính là nitơ và nước. Cân bằng phương trình ở đây chúng ta sẽ thêm 2 vào nước. Tiếp theo là phản ứng nhiệt phân amoni nitrat thì sản phẩm phản ứng thu được đi nitơ oxit và nước. Cân bằng phương trình chúng ta cũng thêm 2 vào nước. Để xét xem là số oxy hóa của nitơ biến đổi như thế nào thì chúng ta sẽ xác định số oxy hóa của nitơ trước và sau phản ứng. Như vậy với amoni nitrit, nitơ trong gốc amoni này chính là -3. Nitơ trong gốc nitrit ở đây chính là +3. Sau phản ứng nitơ là 0. Tiếp theo, trong amoni nitrat trước phản ứng, nitơ trong gốc amoni là -3. Nitơ trong gốc nitrat ở đây là -5. Sau phản ứng nitơ trong khí ở đây là -1. Như vậy nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là phản ứng là oxy hóa nội phân tử. Vậy chúng ta có nhận xét đầu tiên đó là hai phản ứng trên là phản ứng oxy hóa nội phân tử. Nhận xét đầu tiên. Đấy. Và trong đó, trong phân tử NH4NO2 và NH4NO3 thì có một nguyên tử nitơ có số oxy hóa tăng. Trong mỗi phân tử nha, có một nguyên tử nitơ, nguyên tử có viết tắt, có số oxy hóa tăng sau phản ứng, và một nguyên tử nitơ có số oxy hóa giảm sau phản ứng.
Đấy, chúng ta nhìn vào đây thấy ngay một nguyên tử tăng từ trừ 3 lên 0, một nguyên tử giảm từ dương 3 xuống 0. Đây, một nguyên tử tăng từ trừ 3 lên dương 1, một nguyên tử giảm từ dương 5 xuống dương 1. Tiếp theo, nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò là chất oxy hóa? Chúng ta trả lời tiếp. Đó là trong muối amoni nitrit thì nitơ trong gốc amoni này, trong ion amoni này thì đóng vai trò là chất khử. Bởi vì số oxy hóa là tăng sau phản ứng. Và nitơ trong cái gốc nitrit này thì đóng vai trò là chất oxy hóa. Vì số oxy hóa của nó giảm sau phản ứng. Tương tự, chúng ta có trong muối amoni nitrat thì nitơ trong gốc amoni đóng vai trò là chất khử. Vì có số oxy hóa là tăng từ trừ 3 lên dương 1. Còn nitơ trong gốc nitrat thì đóng vai trò là chất oxy hóa. Do số oxy hóa là giảm từ dương 5 về dương 1. Như vậy là cô đã hướng dẫn cho các em trình bày xong bài số 6. Tiếp theo, bài số 7. Nội dung bài số 7 như sau. Cho dung dịch natri hydroxit dư và 150ml dung dịch amoni sulfat 1M đun nóng nhẹ. A. Viết phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn. B. Là tính thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn thu được. Như vậy là ở bài số 7 này là một bài tập tính toán theo phương trình hóa học. Trong đó thì đề bài đã chỉ rõ cho chúng ta từng bước là viết phương trình và tính thể tích. Thế sau đây chúng ta cùng đi vào viết phương trình ý A. Đó là NaOH phản ứng với NH4 2SO4, và sản phẩm thu được chính là NH3 Na2SO4 và nước. Cân bằng phương trình, thêm 2 vào NaOH, thêm 2 vào NH3 và thêm 2 vào nước. Đây, chúng ta có phương trình dạng phân tử. Từ đây chúng ta sẽ chuyển về phương trình ion rút gọn. Thế bạn nào mà làm thành thạo rồi thì chúng ta chuyển ngay được về phương trình ion rút gọn. Thế bạn nào chưa làm được thành thạo thì cô hướng dẫn các bạn như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ chuyển natri hydroxit về dưới dạng ion. Vậy là cộng OH trừ. Chú ý ở đây có hai phân tử natri hydroxit. Vậy thu được hai ion natri và hai ion hydroxit. Tiếp theo, amoli sulfat chất điện ly mạnh. Vậy chuyển về dạng ion là NH4 cộng và SO4 2 trừ. Chú ý ở đây là có hai gốc NH4 cộng. Sản phẩm tạo ra NH3 chất khí để nguyên dưới dạng phân tử, hai phân tử NH3. Natri sulfat là chất điện ly mạnh, chuyển về dạng ion Na cộng SO4 2 trừ. Chú ý ở đây là 2 Na cộng. Nước chất điện ly yếu để nguyên dưới dạng phân tử. Sau đây chúng ta sẽ lược bỏ đi các ion không tham gia phản ứng. Vậy lược bỏ đi Na cộng, lược bỏ đi SO4 2 trừ. Vậy chúng ta sẽ được phương trình ion rút gọn. Thế để ý ở đây hệ số là 2, 2, 2 và 2. Chúng ta có thể giản ước được nốt, gạch đi. Vậy từ đây chúng ta sẽ có phương trình ion rút gọn, đó là OH trừ kết hợp với NH4 cộng để được NH3 và nước. Đấy. Như vậy là cô có thể viết lại cái phương trình này để chúng ta dễ nhìn. Đó là OH trừ kết hợp với NH4 cộng được NH3 và nước. Thế để ý B là tính thể tích khí thu được. Thế thì đề bài đã cho chúng ta số mol của NH4 tất cả hai lần SO4 hay là amoli sulfat. Chúng ta tính được ngay bằng thể tích 0,15 lít nhân với nồng độ. Vậy chúng ta có ngay là 0,15 mol. Từ đây chúng ta dễ dàng tính được số mol của NH4 cộng chính là bằng hai lần số mol của amoli sulfat. Và tính được ngay chính là bằng 2 nhân 0,15 và bằng 0,3 mol.
Thế đặt vào phương trình chúng ta có số mol của amoni, ion amoni là 0,3, cô xin lỗi ở đây là 0,3. Vậy dễ dàng chúng ta tính được số mol của amoniac là 0,3 mol dựa vào phương trình. Vậy từ đây chúng ta dễ dàng tính được thể tích khí ở đây là NH3 chính bằng số mol là 0,3 và thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn, vậy nhân 22,4 và đây là 6,72 lít. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em hoàn thiện xong bài số 7. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài số 8. Nội dung câu hỏi bài số 8 như sau: phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hydro để điều chế được 17 gram NH3? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%, các thể tích đo được ở điều kiện tiêu chuẩn. Đấy, và đề bài cho 4 đáp án A, B, C, D. Đấy, sau đây thì chúng ta cùng đi trình bày chi tiết bài số 8 này. Thế thì thực ra bài số 8 này chính là tính toán theo phương trình hóa học. Vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ đi tính số mol NH3, chính là bằng khối lượng là 17 chia phân tử khối là 17. Vậy đây chính là bằng 1 mol. Sau đó mình đi viết phương trình thì chúng ta sẽ có nitơ phản ứng với hydro phản ứng thuận nghịch để được NH3. Cân bằng phương trình thì thêm 2 vào NH3, 3 vào hydro. Như vậy nếu thu được 1 mol NH3 thì ở đây chúng ta sẽ có số mol hydro cần dùng là 3/2 nhân số mol NH3 là 1,5 mol. Và số mol nitơ cần dùng ở đây chính là bằng 1/2 số mol NH3 chính là bằng 0,5 mol. Vậy dễ dàng chúng ta tính được thể tích của nitơ theo phản ứng chính là bằng 0,5 nhân 22,4 và bằng 11,2 lít. Thế mà thực tế thì hiệu suất phản ứng là 25%, vậy từ đây chúng ta sẽ tính được thể tích nitơ thực tế cần dùng phải dùng chính là bằng cái lượng phản ứng chia cho hiệu suất là 25 nhân 100 và đáp án ở đây bằng 44,8 lít. Tiếp, chúng ta có thể tích của hydro phản ứng chính là bằng số mol là 1,5 nhân 22,4 và bằng 33,6 lít. Mà hiệu suất phản ứng là 25%, suy ra thể tích hydro phải dùng chính là bằng thể tích phản ứng chia cho hiệu suất là chia 25 nhân 100. Và ở đây đáp án là 134,4 lít. Như vậy chúng ta thấy rằng là đáp án phù hợp ở đây chính là đáp án A. Như vậy là cô đã hướng dẫn cho các em hoàn thiện xong 8 bài tập có trong bài Ammoniac và muối amoni. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày hôm sau.